Trà táo đỏ phần 2, tập 69, phải chăng Chiêu Dương đã dư tiềm lực để đối đầu với lão Bàn? Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh NV Media. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong video bình phim mới hôm nay. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim. Chúng tôi bình luận dựa trên trailer của nhà đài. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Với mục đích mở rộng địa bàn hoạt động, Chiêu Dương vô tình gây hấn với băng nhóm đối thủ dẫn đến những trận đụng độ nảy lửa. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội để Võ Hiếu có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Chiêu Dương cùng đại tỷ trên đường giao hàng chẳng may đụng phải đối thủ làm ăn và bị chặn xe cảnh cáo chuyện dám ngang nhiên chiếm địa bàn. Hai bên sáp lá cà, nhóm Chiêu Dương thất thế. Rất may Hiếu đã xuất hiện kịp lúc giải nguy cho cả nhóm. Thay vì cảm ơn chồng cũ đã xuất hiện đúng lúc, Chiêu Dương lại cho rằng anh đang theo dõi mình. Vì chuyện này cô lập tức chất vấn chồng cũ. Bởi lẽ, cô vốn dĩ rất đa nghi. Không dễ dàng tin anh đã thay đổi quan điểm, lý tưởng sống. Để tránh rắc rối, chị Đại quyết định giam lỏng Võ Hiếu. Dù vậy, nếu chọn tin tưởng giữa ông Trùng và Hiếu, cô quyết định sẽ chọn anh và tự nhủ sẽ biến chồng cũ thành thứ vũ khí bí mật bên cạnh phòng khi có việc bất trắc. Sau khi nắm được lý lịch đối thủ, Chiêu Dương dẫn quân đến ra đòn giằng mặt. Thế nhưng, do không lường trước nội lực của kẻ thù nên cả nhóm chuốc thất bại thảm hại. Hiếu lại một lần nữa ghi điểm khi xuất hiện đúng lúc cả nhóm lâm nạn. Mặc dù đã hai lần cứu nguy cho nhóm Chiêu Dương nhưng Võ Hiếu vẫn không khiến cánh tay phải của cô tin tưởng. Cô ta vẫn giám sát anh chặt chẽ theo sự chỉ đạo của bà Trùng. Điều đó liệu có làm gián đoạn nhiệm vụ đặc biệt mà Hiếu đang đảm trách nhằm giúp lực lượng chức năng sớm tìm ra kẻ đầu sỏ của đường dây ma túy xuyên quốc gia? Trong khi đó Hiếu đang hợp tác với phía cảnh sát, anh đã gửi tư liệu hình ảnh và ghi âm, trong đó có cả ghi âm điện thoại của Chiêu Dương. Vì thế mà phía cảnh sát đã nắm được phần nào về tổ chức ma túy này. Hiếu nói thực sự Chiêu Sáu Dương đã đi quá xa nên không còn đường lui. May sao cuộc gọi vừa xong thì chị Đại của Chiêu Dương tới. Vì tham vọng lớn Calidi mở rộng địa bàn và sản xuất, thâu tóm tất cả các con hàng về tay, lão Bàn hẹn Chiêu Dương đi thăm một nơi sản xuất mới, nơi đó đã được Chiêu Dương nắm và chỉ định theo đúng như lời lão Bàn mong muốn. Giữ lời hứa với người đẹp Chiêu Dương, lão Ba, một tên cấm dõm đang bảo kê cho tổ chức của Kajili đã sốt sắng chỉ đạo công an thành phố truy quét nhóm Sơn Hổ Mang. Chị Đại nhân dịp này đã mở rộng địa bàn hoạt động và đưa vào cung cấp sản phẩm mới vừa được triển khai sản xuất ồ ạt theo lệnh của ông Trùng. Võ Hiếu sau hai lần cứu nguy vợ cũ đã được cô tin tưởng và nới lỏng phạm vi giám sát. Ngay khi nhận được đặc cách từ Chiêu Dương, Võ Hiếu cũng được phía anh Hải và ban chuyên án cung cấp nhiều thiết bị công nghệ cao nhằm phục vụ công tác theo dõi nghi phạm. Trong buổi đấu giá từ thiện được tổ chức long trọng bởi những tay Trùng giả dạng doanh nhân, Võ Hiếu cùng các trinh sát khác đã vào vai những lễ tân phục vụ trong bữa tiệc của bọn chúng. Mục tiêu chính là theo dõi hành tung của Chiêu Dương để tìm ra kẻ đầu sỏ của tổ chức ngầm đang hoạt động tại Việt Nam. Cũng trong buổi đấu giá, Chiêu Dương xuất hiện với tư cách là một doanh nhân thành đạt và giàu có. Cô cùng lão Bàn hứa hẹn hợp tác một cách khách sáo khiến quan khách trong buổi tiệc không khỏi ngưỡng mộ. Trầm trồ Tuyên Trần Nam, ông ta lấy làm thắc mắc Chiêu Dương làm cách nào có thể trở thành một doanh nhân nổi tiếng chỉ trong một thời gian ngắn. Đặc biệt cô ta còn sở hữu khối tài sản đồ sộ, trong đó có chuỗi khách sạn Romantic. Bởi gấp rút tìm chứng cứ phục vụ chuyên án, Hiếu nhân lúc Chiêu Dương say đã mạo hiểm lẻn vào phòng riêng gắn chip theo dõi vào điện thoại cô đang sử dụng. Vốn là kẻ đa nghi và thận trọng, Chiêu Dương lần này liệu có thể lật tẩy được Võ Hiếu. Để tránh hậu họa về sau, Chiêu Dương thay đổi nhân viên văn phòng công ty, những người thân tín của Lâm Phong, thay vào đó là một dàn nhân viên mới. Trong lần gọi Thu Hà tới, Dương nói rõ là cô lên chuyển chỗ làm mới vì công ty này sẽ thay đổi tất cả nhân lực chủ chốt trong hệ thống của công ty. Cuối cùng Thu Hà cũng phải rời khỏi công ty, cô sững người với hàng mi rướm lệ vì nghĩ về những năm tháng đã cống hiến cho công ty, giờ đây cũng phải ra đi trong đau khổ. Trong một buổi đấu giá bức tranh cổ ở triển lãm tranh quốc tế, cả Kadili và Trần Nam cùng ngồi bàn với hai vị khách quý của tỉnh. Bàn bên Chiêu Dung và Mỹ Kỳ cùng bọn đành Chiêu Dương đều có mặt, Hiếu cũng vẫn âm thầm đi theo Chiêu Dương để theo dõi và bảo vệ cho cô. Sau khi đưa ra một loạt đấu giá thì phần thắng thuộc về Chiêu Dương, và cũng từ đây cô công bố cô là chủ tập đoàn Romantic, chuỗi khách sạn nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Trần Nam nói ông chủ không lên đưa ra giá cao hơn, phải chăng Chiêu Dương đã dư tiềm lực để đối đầu với lão Bàn. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày. Hãy để lại những comment like để mọi người cùng tham khảo. Hãy nhấn chuông đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi có video tải lên. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video tóm tắt phim mới tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trà Táo Đỏ phần 2 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh THVL1.